Hôm nay ngày 6 tháng 2 năm 2021, thứ Bảy, tuần thứ tư một thường niên năm lẻ. Trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, nhờ Đức Giêsu mà trong mọi lúc, chúng ta luôn luôn hiến dâng cho Thiên Chúa của lễ ngợi khen, tức là hoa quả của miệng lưỡi ta tuyên xưng danh Người. Anh em đừng quên công việc từ thiện và sự tương tế, vì Chúa hài lòng về những của lễ như thế. Anh em hãy vâng lời và tùng phục các vị lãnh đạo anh em, vì chính các ngài canh giữ linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lệ, để các ngài hân hoan thi hành việc đó chứ không phàn nàn, vì điều đó không có lợi gì cho anh em. Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết đấng nhờ máu giao ước vĩnh cửu, trở nên vị mục tử cao cả, tức là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin Người làm cho anh em trong các việc thiện xứng đáng thi hành thánh ý Người, khi Người thực hiện trong anh em điều Người hài lòng, nhờ Đức Giêsu Kitô đấng được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người tha tôi nằm nghi. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính. Sợ chi vì uy danh Người, lạy Chúa dù bước đi trong thung lũng tôi, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cây gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu con thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chưa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Alleluia, alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Biết cân bằng cuộc sống, Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui nghỉ tới quá đông nên các ông không có thời giờ ăn uống nữa. Marco chương 6 câu 31. Suy niệm. Trong nhịp sống quay cuồng của thời đại hôm nay, áp lực cuộc sống ngày càng cao thì nhu cầu được nghỉ ngơi, thư giãn càng nhiều và thiết yếu, phục hồi năng lượng cho thể xác cũng như phục hồi năng lượng tinh thần. Chúa Giêsu có biết điều đó nên Ngài ân cần nhắn nhủ các môn đệ lánh ra nơi thành vắng để nghỉ ngơi đôi chút, bởi vì các ông chẳng những đã hao kiệt năng lượng sau khi thi hành sứ mạng mà còn bị dân chúng tuôn đến khiến các ông không có thời giờ ăn uống nữa. Mời bạn, chúng ta dấn thân cho sứ mạng loan báo tin mừng, nhưng cũng không quên nghỉ ngơi thân xác và bồi dưỡng cho đời sống tâm linh. Thời gian thanh lặng chìm sâu trong cầu nguyện để nghỉ ngơi trong Chúa
cho tâm hồn lắng động thật là cần thiết để giữ được sự điều hòa và quân bình trong cuộc sống, và nhờ đó nối kết với Chúa là nguồn sức mạnh thần linh. Nhờ đó mối thâm tình với Chúa được sưởi ấm lại và nhiệt huyết tông đồ được luôn tươi trẻ. Chia sẻ, bạn có nghĩ rằng các dịp tĩnh tâm hàng năm hay trong mỗi dịp lễ quan trọng là thời gian cần thiết để bồi dưỡng tâm linh và lấy đà tiếp tục lên đường cho sứ mạng mới không? Sống lời Chúa sau mỗi ngày hoạt động, bạn dành thời gian tĩnh lặng và riêng tư để nghỉ ngơi bên Chúa, để Ngài phục hồi năng lực thiêng liêng cho bạn. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con đức tin và lòng mến, để khi sống giữa trần gian, chúng con luôn trung tín một lòng yêu Chúa và nhiệt thành với sứ mạng tông đồ. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Hướng về Nagasaki. Nagasaki là một thành phố đã bị trái bom hạt nhân thứ hai tiêu hủy cùng với hàng trăm ngàn sinh linh vào năm 1945, khoảng 350 năm trước. Vào tháng 2 năm 1597, 26 vị tử đạo đã bị treo vào thập tự trên một ngọn đồi quay mặt hướng về thành phố Nagasaki. Họ là những linh mục truyền giáo, tu sĩ, giáo dân. Họ là những người thuộc dòng Thánh Francisco, dòng Tên, và thành viên của dòng Ba Francisco. Họ thuộc loại giai cấp xã hội, là những giáo lý viên, nông dân, y sĩ, những người giúp việc ở mọi lứa tuổi. Nhưng tất cả 26 vị được kết hợp trong cùng một đức tin và một tình yêu Thiên Chúa và Giáo hội. Khi các nhà truyền giáo trở lại Nhật vào những năm 1860, họ ngỡ là sẽ không tìm thấy một dấu vết nào của Thiên Chúa giáo nữa. Nhưng sau khi đã thiết lập được vài công đoạn bé nhỏ, các ngài ngạc nhiên khám phá ra hàng ngàn tín hữu sinh sống quanh thành phố Nagasaki vẫn âm thầm lén lút giữ vững đức tin mà 26 vị tử đạo đã anh dũng tuyên xưng. Vào năm 1617, 26 vị này được phong á thánh và cuối cùng được tôn vong hiển thánh vào năm 1862. Bản án tử hình của chúng tôi có để lại: những người bị hành quyết này đã đến từ phi luật tăng, nhưng tôi không đến từ phi luật tăng. Tôi là người Nhật chính tông. Lý do tôi bị xử án là vì tôi đã rao giảng đức tin Kitô, và thật đúng như vậy, tôi đã rao giảng tin mừng này. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được chết vì rao truyền danh Ngài. Tôi tin tưởng là tôi đã rao giảng sự thật và muốn nói với các bạn những lời cuối cùng này. Hãy cầu xin ơn Thiên Chúa giúp các bạn được hạnh phúc. Tôi vâng lời Chúa Giêsu và vâng lại Ngài. Tôi tha thứ cho những người xử tử tôi. Tôi không hờn ghét họ. Tôi cầu khẩn Thiên Chúa thương xót tất cả các bạn, và tôi hy vọng máu tôi sẽ tuôn rơi trên đồng bào tôi như là những giọt mưa giúp phát sinh nhiều hoa trái. Đó là lời phát biểu cuối cùng khi đang bị treo trên thập tự của thầy Paulo Miki, người Nhật thuộc dòng Tên, người được biết đến nhiều nhất trong 26 vị tử đạo tại Nhật. Ngày nay, một thời đại mới đã khởi đầu cho giáo hội Nhật. Tuy là một thiểu số khiêm nhường, nhưng những người công giáo tại Nhật được mọi người kính nể và được hưởng tự do hoàn toàn tiếp tục rao giảng tin mừng và niềm tin Thánh Paulo Miki đã rao giảng trong cuộc sống của Ngài và trong những giây phút sắp lìa trần. Ước gì sự xác tín, lòng can đảm và sự sẵn sàng tha thứ của Thánh Miki được tiếp tục sống mãi trong tâm hồn các anh chị em tín hữu Nhật và trong tất cả chúng ta. Bài trích sách lẽ sống.